Rồi mình chào các bạn nhé. Thì cái cây sứ già này là mình trồng nó lại được 10 ngày rồi đó các bạn. Thì hôm mình trồng lại thì 2 ngày sau mình bắt đầu mình mới tưới cái Atonix cho nó nha các bạn. Thì được 1 tuần sau mình lại tưới, hôm qua mình tưới Atonix cho nó thêm một lần nữa. Thì mới trồng này là mình chỉ có tưới Atonix hoặc là N3M thôi nha các bạn. Các bạn đừng có nên tưới phân. Tại vì mới như vậy á, cây nó chưa có lá đâu, nó chưa có quang hợp được cho nên nó chưa hút được phân đâu nha các bạn. Các bạn lưu ý nếu mà tưới phân cho nó sớm mà trồng xuống tưới phân thì có thể là nó bị sẽ bị úng rễ hư rễ nha các bạn nhé. Cho nên là các bạn phải xài cái thuốc kích rễ cho nó. Thì hôm nay là mình cũng chia sẻ lại cách là mình chăm cây này nha các bạn nhé. Thì nếu mà nhà các bạn mà có cái cây mà nó bị suy mà không thấy không phát triển á, thì các bạn cắt nước nó đi. Đó, cắt nước nó đi khoảng 4-5 ngày giữa cho cái chất trồng thấy nó khô rồi bắt đầu là các bạn xả ngọn, xả tàn hết rồi bắt đầu nhổ lên. Đó, rửa sạch rồi phơi trong mát từ 10 đến 15 ngày cái cây sứ già nha các bạn. Từ 10 ngày đổ lên, 10 ngày hoặc 15 ngày á. Còn mấy cái cây sứ mà các bạn mua về còn non sứ ghép á, thì các bạn có phơi cho nó thì khoảng tuần lễ thôi tại vì nó còn non. Còn mấy cây già này các bạn phơi 20 ngày 1 tháng được không sao nha các bạn. Thì hôm nay là mình trồng nó được 10 ngày nè. Bắt đầu nó đâm tược hết rồi nè các bạn. Coi như ngọn nào cũng 2, 3 tược, 3, 4 tược luôn nha các bạn. Thì cái cây này là sứ ghép nha các bạn nhé. Nào là mình ghép một lần mà thấy nó yếu quá, giờ mình quyết là mình cũng học hỏi kinh nghiệm sơ của các người đi trước các bạn. Thì mình bây giờ mình cũng chăm sóc nó cách này coi để cái cây ghép nó phát triển tốt không. Tại bình thường á, cái sức sống của cây ghép á, nó không phát triển mạnh bằng cái cây nguyên thủy của nó đâu nha các bạn. Đó, cho nên ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cách vậy. Trước hết là mình sẽ kích rễ cho nó. Đó là mình sẽ dùng Atonix. Mà mình thấy dùng Atonix thì nó tốt hơn nữa các bạn. Tại vì Atonix này nó phát triển vừa rễ nè, vừa chồi lá luôn, đâm tược luôn. Đó, hôm nay là mình thấy cái tược này nó đâm ra cái cũng khỏe nè. Từ cái 2 tược, cái 3 tược, cái 4 tược luôn. Đó, nó mỗi bao nó cái mỗi nhánh mình tỉa đi là nó ra vậy nhá. Thì giờ còn cái cách chăm sóc thôi. Bây giờ mình sẽ chăm sóc như vậy. Mình sẽ tại vì mình không tưới nước nha các bạn. Hôm hai được 2 ngày ấy, thì mình cũng đã tưới cho nó Atonix một lần rồi, mình để một tuần sau luôn. Thế mình tưới Atonix thêm một lần nữa là 2 lần là ngày hôm qua mình tưới rồi đó. Thì ngày hôm nay là mình sẽ để cho thêm một tuần nữa. Có thể mình tưới Atonix thêm một lần nữa. Còn hay là không cũng được. Có thể là tuần sau mình sẽ đổi cái phân bón lá đầu châu 501 đó các bạn. Nếu mà thấy nó tược nó ra đâm để ra tốt đầy đủ rồi thì mình có thể là mình là rễ làm việc rồi á. Có thể mình xịt cái thuốc đầu cái phân đầu châu 501. Đó, đầu châu 501 là cái đó nó là đạm nhiều để nó kích ra lá ra chồi nha các bạn. Thì lúc đó ngưng cái Atonix đi. Đó, các bạn đổi qua cái 501. Rồi đồng thời là các bạn bón thêm cái phân Dilamid cho nó nha các bạn, phân hữu cơ Dilamid hoặc là phân hữu cơ sinh học á. Đó. Đó thì lúc thuốc kích rễ thì các bạn có thể là xài cái N3M. Cái này thì nó mạnh lắm, cực mạnh. Nó là rễ cực mạnh nhưng mà nó không có phát triển chồi lá ngọn bằng cái thằng Atonix. Đó cho nên xài cái nào cũng được, nếu mà không có cái này thì các bạn xài cái kia nhé. Cái này thì nó kích lá, kích chồi tốt hơn. Đó. Thì các bạn xài cái đó khoảng chừng 2 lần thôi. 2 lần thôi được rồi. Thì lúc đó cây nó phát triển tốt rồi thì các bạn đổi qua phân hữu cơ Dilamid nha các bạn. Hoặc là phân hữu cơ sinh học. Đây. Các bạn nhìn là phân hữu cơ sinh học nha. Cái này rất tốt cho cây nè các bạn. Nó xài về phân hữu cơ này thì nó tốt lắm, nó không có đây các bạn nhìn cái mác nhãn của nó nè. À, tên của nó là có gì các bạn đi mua nhé. Cái loại này xài cũng tốt lắm. Cái này thì bón gốc cũng được, rải gốc cũng được. Còn nếu mà pha thì các bạn pha 1/4 cho một thùng 20 lít nhé. Các bạn quậy ngâm khoảng 2 ngày sau cho nó
nó đều đây, là bắt đầu các bạn thêm nước bôi đủ 20 lít các bạn tưới đều cho các cây, coi như 1/4 gói, coi như là một gói như vậy 1 kg nữa các bạn thì pha ra là 80 lít nước đó. Cái hiệu nó đây, cái này cũng xài cũng tốt lắm, cũng là phân hữu cơ sinh học nha các bạn. Thì cái này là các bạn một tháng các bạn xài 2 lần, nếu các bạn sợ quên thì các bạn đầu tháng các bạn xài lần đi, giữa tháng các bạn xài lần là cây nó rất tốt nha các bạn nhé. Là lúc đó là các bạn ngưng cái đầu trâu 501 đi nha. Đầu trâu 501 thì chỉ có xài chừng 2-3 lần thôi, để cho nó kích chồi ra lá tốt thôi. Nếu thấy tốt rồi thì các bạn một tháng thì các bạn chỉ xài cái này thôi đó. Còn nếu mà cây các bạn tốt quá rồi, các bạn muốn cho nó ra hoa thì các bạn xịt cái thuốc đầu trâu 701 nha các bạn. Còn 901 thì nó sẽ giữ cho cánh hoa tươi và to khỏe đẹp đó. Nó có 3 loại phân hữu cơ đầu trâu, 501 để kích lá để ra lá, còn 701 thì nó ra bông. Khi có bông rồi, nó chuẩn bị nó ra bông rồi thì lúc đó các bạn chuyển sang 901 để cho nó giữ cánh bông lâu tàn đẹp đó. Thì lúc mà mấy cái phân bón lá thì các bạn đừng có xài nhiều nha, xài chừng 2-3 lần thấy nó khỏe rồi thì thôi, đừng có xài nhiều quá nó cứ vậy nó vọt lá, không nó không có tốt cho cây sau này đâu. Như các bạn xài chừng mấy lần nó kích khỏe rồi thôi thì lúc đó các bạn chỉ có xài phân hữu cơ nó thôi. Còn về thuốc sâu rầy rẹp sáp này kia thì mình cũng có xài cái loại này nè các bạn. Các bạn nhìn cái loại này nè. Đó các bạn, cái này xài trị cho rầy sáp rất hiệu quả nha các bạn. Vừa rồi mình bị rầy sáp nó hoành hành quá, xài bao nhiêu thuốc không chết được nó. Và cuối cùng mình mua được cái này mình xài là sạch hết luôn đó các bạn. Bây giờ không còn con rầy sáp nào. Thấy nó là xịt vô là tiêu lên, nó không có bị kháng thuốc đâu. Cái này là xài rầy sáp rất tốt. Còn còn thuốc mà chỉ sâu rầy á, bị bò trí á, thì các bạn xài cái loại này nha. Đó mình đang xài cái này, cái lá đục thân này nó chỉ bò trí với nhện đỏ luôn, là cái thuốc trừ sâu sinh học này nè các bạn. Đó thì nếu mà cây các bạn mà chưa bị vàng lá rụng lá thì các bạn cứ thỉnh thoảng khoảng nửa tháng các bạn xịt ngừa cho nó một lần. Đó nếu mà xịt ngừa vậy thì nó tốt, nó không có bị có thể là nó không bị bệnh đâu. Còn nếu mà cây mà các bạn thấy bị bệnh rồi á thì lúc đó các bạn chữa thì nó cũng mệt lắm, lúc đó nó lây lan cho cả hết cây này qua cây khác á các bạn. Rồi nó sẽ lúc các bạn chữa xịt cách cứ một tuần hoặc là nửa 5 ngày thì các bạn xịt một lần, thì lúc mà nó hết bệnh đó là cây của bạn các bạn nó cũng muốn rụng hết lá các bạn. Đó thành thử ra mình cũng có cái cách riêng là vậy. Chẳng hạn như mấy cái cây mà mình trồng nó chung như vậy nè, thì đó nếu mà nó bệnh xuống cái nào nó lây hết. Thì vừa rồi mình cứ ngày nào mình cũng ngó, mình thấy cái cây nào mà nó chớm chớm vàng lá mà đụng vô nó rụng á là biết là bị bò trí với nhện đỏ tấn công đó. Mình đưa nó ra một cái góc riêng, mình lấy cái vòi nước mình xịt, mình xịt tóc từ dưới tóc lên xịt cho nó bay hết đi. Nó xịt chừng 2 ngày như vậy là sạch bắt luôn các bạn. Mình đem ra lại bình thường thì thấy là không có bị rụng lá nữa, nó sẽ không bị lây lan nữa các bạn. Nó giờ mình xài bằng cách này không, mình thấy là nó chớm bị cái là mình đem ra mình lấy nước mình xịt lên. Chứ còn để mà lúc các bạn xịt thuốc thì nó bắt đầu nó lây lan tùm lum lá, nó chữa nó hết thì nó cũng lâu lắm, mà lá nó cũng rụng hết rồi. Còn cái cách mà các bạn nhận xét là làm cây các bạn nó bình sao á mà nó vàng lá rụng lá thì nó cũng có nhiều nguyên nhân lắm nha các bạn, không phải là một nguyên nhân đâu. Nó tại nhiều các bạn lúc các bạn hỏi mình là nó bị vàng lá rụng lá là mình không biết nguyên nhân sao mình nói, mà nhắn tin thì chứ nói hết về ba cái nguyên nhân đó thì nó cũng lâu lắm. Thôi mình cũng chia sẻ luôn là nó có nguyên nhân thứ nhất là bò trí với nhện đỏ nó côn trùng nó hút nha các bạn. Thì lúc đó là các bạn dễ nhận biết lắm, các bạn thấy cái lá của nó vẫn cứng, tự nhiên nó vàng mà nó vàng hết lá nó rụng, mà nó cứ vàng từ dưới vàng lên, các bạn đụng vô nó rụng á mà lá vẫn cứng nha, thì đó là nó bị bò trí với nhện đỏ bị côn trùng chích hút đó. Còn nguyên nhân thứ hai thì có thể là các bạn bón tưới xịt cái
Nguyên nhân thứ hai nó là cháy lá, vàng lá, cháy lá, rụng lá, thì cái nguyên nhân đó có thể là do, là nguyên nhân thứ hai có thể là do thuốc nha các bạn, phân thuốc đó, phân các bạn bón quá liều á, nó cũng bị nha. Rồi hoặc là thuốc trừ sâu á, mình xịt vô nó cũng bị nha các bạn, nó bị là nó thuốc trừ sâu á, là nếu các bạn tốt hơn hết các bạn xịt thứ nhất á, pha đúng liều lượng đó, thứ hai nữa là xịt là phải một là sáng sớm, hai là chiều mát nha, đừng có xịt buổi trưa. Các bạn xịt buổi trưa gặp nắng là nó cháy lá liền, nó vàng lá cháy lá đó, cái đó là nguyên nhân thứ hai. Còn nguyên nhân thứ ba nữa là các bạn thấy lá nó vàng nhưng mà từ nó héo ở trên á, mà đụng vô nó dai á, nó mềm lá đó, cái lúc đó là các bạn phải coi lại cái bộ rễ nó nha, lúc đó là nó bị ảnh hưởng đến cái bộ rễ bộ củ nó nha các bạn đó. Thành thử ra lúc đó các bạn phải nhổ lên thì là mình bảo đảm là rễ nó bị thối á, nó ảnh hưởng nó đầu là nó mới héo lá, nó vàng lá mà nó dai đó, má lá nó mềm mà là nó dai mà đụng vô nó không rụng á, là đó là nó bị rễ nha. Thì đó mình cũng chia sẻ cách phân thuốc. Hôm nay là hiện tại là mình trồng lại cái cây này nè, mình cũng chia sẻ luôn nữa phân thuốc để coi xem sao. Thường thường cái cây, nếu mà cái cây nguyên thủy của nó là nó khỏe lắm nha các bạn, nó lên khỏe lắm, nhưng mà cái cây này cây ghép mình cũng ghép rồi, thử ra lần này mình xả rồi mình chăm coi nó phát triển làm sao nha các bạn nhé. Để mai mốt nếu mà nó phát triển tốt thì mình sẽ chia sẻ lại các bạn xem. Thì cái cách mình vô chậu cái cây xong rồi mình chăm cho nó từ lúc mà bắt đầu tưới Atonix xong rồi được bao đoạn bao lâu thì bắt đầu mình tưới qua cái phân thuốc khác nha các bạn nhé. Chứ không phải là mình trồng xong mình tưới phân liền cho nó đâu, là nó chưa hấp thu được á, nó dễ bị hư rễ lắm nha các bạn. Thì đầu tiên vô mình chỉ có kích rễ cho nó 2 hoặc đến 3 lần. Bắt đầu mình đổi qua cái phân đầu châu 501. Rồi đồng thời kết hợp với lại phân hữu cơ cho nó luôn nha các bạn. Các bạn đừng có bón phân vô cơ cho nó. Nó nguy hiểm lắm. Thôi mình cũng chia sẻ với các bạn về cái cây này rồi mình chăm sóc phân thuốc nó làm sao á, tại cũng có nhiều bạn hỏi phân thuốc cho nó làm sao để cho nó cái quá trình để nó đúng thì mình cũng chia sẻ lên vậy để các bạn tham khảo nhé. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ kênh cho mình nha các bạn, để ủng hộ kênh mình. Rồi nếu mà các bạn thấy có cái clip nào mà người ta chia sẻ nó áp dụng mà nó tốt hơn thì các bạn cứ thực hiện nha các bạn, chứ mình chỉ có chia sẻ cái cách của mình thôi, vậy thôi nha các bạn. Rồi giờ mình xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và thành công nha.